Bạn Annie có comment, chị ơi sắp đến ngày mùng 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi rồi, hay là chị làm về ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đi chị. Đấy đấy, ăn bao nhiêu cái lễ mùng 1 tháng 6 rồi, nhưng đâu phải ai cũng biết những điều như sau. Sự thật đẫm nước mắt về ngày ra đời của ngày quốc tế thiếu nhi có điều gì bất ngờ? Đâu là những địa điểm mà các bạn thiếu nhi nhất định phải ghé thăm vào dịp mùng 1 tháng 6? Và bạn bè trên thế giới, tổ chức quốc tế thiếu nhi to cỡ nào đây? Cùng với đó là vô vàn những điều bí ẩn và những sự thật cực kỳ bất ngờ về ngày quốc tế thiếu nhi, cũng như những bí ẩn về các bạn thiếu nhi mà chúng ta chưa hề biết hết. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Kính Lúc TV tìm hiểu và khám phá 7 bí ẩn ly kỳ và thú vị về quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 mà 99% mọi người chưa biết. Đầu tiên chúng ta cùng khám phá quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và câu chuyện đẫm nước mắt đằng sau. Các bạn biết đấy, mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, là dịp trẻ em được vui chơi và nhận vô số những món quà ý nghĩa từ người thân. Ấy vậy mà có ai ngờ, lịch sử ra đời của ngày lễ này lại hết sức ám ảnh, khiến ai nhắc lại không khỏi đau lòng xót xa. Chuyện là vào rạng sáng ngày mùng 1 tháng 6 năm 1942, một tội ác không thể dung thứ của phát xít Đức diễn ra tại làng Lideis, tiếp khắc, nay là Cộng hòa Czech. Chúng đã phá hủy ngôi làng, tàn sát 66 người lớn và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, khiến cho 88 em chết trong các phòng hơi độc, nhiều em khác thì bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Hai năm sau, vào ngày 10 tháng 6 năm 1944, phát xít Đức bất ngờ tấn công và sát hại gần như tất cả cư dân của ngôi làng Oradour-sur-Glane, Pháp chỉ trong vài giờ. Những người đàn ông đã bị nhốt vào nhà kho rồi bị bắn chết, còn phụ nữ và trẻ em thì bị thiêu sống tại nhà thờ. Trong đó có tới 207 đứa trẻ vô tội, đứa bé nhất mới chỉ 8 tuần tuổi mà thôi. Trước muôn vàn tội ác dã man đó, chẳng bao lâu, phát xít Đức đã sụp đổ vào năm 1945. Nhà nước tiệp khắc đã quyết định cho xây dựng lại làng Lideis và đặt đài tưởng niệm ở đây, đồng thời đề xuất chọn ngày 1 tháng 6 làm ngày quốc tế thiếu nhi nhằm nhắc nhở nhân dân toàn thế giới nhớ đến vụ thảm sát Lideis và Oradour, để từ đó có những hành động bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn. Sau đó thì Việt Nam chúng ta cũng chính thức trở thành nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, đồng thời công nhận ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi từ năm 1950. Còn trên thế giới, có nhiều quốc gia cũng tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi, nhưng mà lại chọn ngày khác thay vì mùng 1 tháng 6. Thứ hai, quốc tế thiếu nhi các nước khác nhau diễn ra như thế nào? Trong khi Việt Nam chọn ngày mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, thì một vài nước như Nhật Bản, Hàn Quốc lại lựa chọn ngày mùng 5 tháng 5 để tổ chức ngày lễ này. Theo đó thì tại Nhật Bản, vào ngày quốc tế thiếu nhi mùng 5 tháng 5 hay còn gọi là Kodomo no Hi, các bạn nhỏ sẽ được nghỉ học, tha hồ mà chơi tèn nguyên một ngày. Bên cạnh đó thì không quên thực hiện một số nghi lễ truyền thống, đó là treo những chiếc diều hình cá chép sặc sỡ trên những cột cao trước nhà hoặc là mái nhà nhằm cầu cho các trẻ em có sức khỏe và xua đuổi xui xẻo tà ma. Còn đây cũng là treo cá chép nhưng mà nó lạ lắm các bạn ơi. Bạn nào mà đã xem tập phim này của Doraemon thì điểm danh ngay vào luôn nha. Giống như Nhật Bản, ngày thiếu nhi ở Hàn Quốc được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 là ngày nghỉ toàn quốc từ trẻ em cho đến người lớn, nên đây được coi là khoảng thời gian hiếm hoi để các gia đình bù đắp tình cảm cho con nhỏ, đưa các em đi chơi, đi ăn, bù lại sau chuỗi ngày bận rộn quay cuồng với công việc, cơm áo gạo tiền. Trong khi đó thì ở Ấn Độ, ngày quốc tế thiếu nhi được tổ chức vào ngày 14 tháng 1, đúng sinh nhật của ngài Jawaharlal Nehru, vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ độc lập, đồng thời cũng là một người rất yêu quý trẻ em, dành nhiều tâm huyết cho các bạn nhỏ. Sau khi ông qua đời vào ngày 27 tháng 5 năm 1964, sinh nhật của ông được chọn là ngày Bali Wash hoặc ngày thiếu nhi ở Ấn Độ, với quá trời những chương trình đặc sắc dành riêng cho các bạn nhỏ như là cắm trại, chiếu phim miễn phí hay những món quà và những lời chúc từ bố mẹ, người thân nữa. Thích quá trời luôn các bạn ơi! Hay như ở Việt Nam, nếu ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất hai miền Nam Bắc, đây là ngày lễ trọng đại có ý nghĩa lịch sử đối với người dân Việt Nam, thì ngày 30 tháng 4 ở Mexico lại tưng bừng tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi với hàng loạt các sự kiện dành riêng cho trẻ em như họa mặt, thi kể chuyện, hoạt động nghệ thuật v.v. Tại các trường học cũng tổ chức tiệc lớn tiệc nhỏ với quá trời đồ ăn và trò chơi vui nhộn. Còn đến với đất nước Australia, tức là nước Úc xinh đẹp, thì ngày trẻ em chính là ngày thứ tư, tuần cuối cùng của tháng 10. Còn ở Brazil là ngày 12 tháng 10. Ngày hội cho thiếu nhi rơi vào ngày Đức Mẹ Aparecida, ngày nghỉ toàn quốc tại Brazil.
Còn riêng tại Mỹ, không có ngày quốc tế thiếu nhi cố định như các quốc gia khác mà thường tổ chức chung với ngày của mẹ, ngày của cha hay thay đổi theo từng thời kỳ. Như vào năm 1998, Tổng thống Bill Clinton đã tổ chức ngày thiếu nhi vào ngày 11 tháng 10. Tới năm 2001 thì ngày 3 tháng 6 đã được Tổng thống George Walker Bush chọn là ngày trẻ em quốc gia của Mỹ. Trong những năm tiếp theo thì ngày thiếu nhi tại Mỹ được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Dù không cố định theo ngày giờ, nhưng không thể phủ nhận, không khí quốc tế thiếu nhi tại đây thực sự rất náo nhiệt và vui vẻ lắm các bạn ạ. Còn đây chính là không khí tưng bừng trong ngày lễ quốc tế thiếu nhi 23 tháng 4 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây đồng thời cũng là ngày lễ chủ quyền quốc gia của đất nước này, nên ngoài đặc quyền được nghỉ học nguyên ngày thì các bạn nhỏ còn có cơ hội kiếm một vị trí trong quốc hội và tham gia việc nước một cách tượng trưng như là bầu ra một tổng thống thay mặt trẻ em phát biểu trên truyền hình. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những sự kiện vui chơi, văn nghệ truyền thống đến hiện đại, tha hồ cho các bạn quẩy tưng bừng luôn. Nhưng, long trọng nhất thì phải kể tới tuần lễ One Deck hay Ngày Quốc tế Thiếu Nhi tại Thái Lan, thường tổ chức vào thứ Bảy của tuần thứ Hai trong tháng riêng. Vào ngày này thì trẻ em Thái Lan được miễn phí tất cả các công viên giải trí, vườn thú. Và đặc biệt hơn là các em còn được tự do ra vào các văn phòng chính phủ, từ tòa chính phủ, căn cứ quân đội, hải quân, không quân, v.v. Thậm chí còn được đích thân Thủ tướng Chính phủ viết tâm thư và được Không quân Hoàng gia Thái Lan mời vào tham quan và khám phá máy bay. Ui chà chà, xịn thực sự nha. Minh Quân có comment, mình thiếu nhi rồi nên mình không còn là trẻ em nữa. Có chắc không phải là trẻ con không đấy em ơi. Thứ ba, ai được coi là thiếu nhi? Các bạn ơi, sau khi mà nghiên cứu tìm tòi thì kính lúp đã phát hiện ra rằng trẻ em là những người dưới 18 tuổi được quy định tại Công ước Quốc tế áp dụng trên toàn thế giới. Còn riêng tại Việt Nam, theo Điều 1 Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, thiếu nhi là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi. Như vậy, ở Việt Nam, cứ dưới 16 tuổi là còn được đi quẩy quốc tế thiếu nhi và nhận quà bình thường nha các bạn. Cơ mà đến bây giờ, có rất nhiều bạn vẫn còn thắc mắc trẻ con với thiếu nhi có phải là khác nhau hay không ấy? Thì Kính Lúp TV cũng trả lời luôn. Theo Wikipedia tiếng Việt thì trẻ em hay trẻ nhỏ, con nít, đứa trẻ, đứa bé, đứa nhỏ, thiếu nhi, cháu bé, cháu nhỏ, trẻ thơ, bé thơ là một con người ở giữa giai đoạn từ khi sinh ra vào tuổi dậy thì về mặt sinh học. Nói tóm lại thì trẻ em hay thiếu nhi là chỉ một người chưa tới tuổi trưởng thành. Và không biết là có bao nhiêu trong số các bạn ở đây đang ở độ tuổi thiếu nhi thì comment ngay số tuổi mà các bạn đang sở hữu xuống phần bình luận ngay nha. Còn mấy người mà có chót lớn quá tuổi 16 thì cũng không phải buồn đâu. Không còn tuổi thiếu nhi nhận kẹo thì chúng ta xin ngay một suất đi chơi ké cũng rất hợp con nhà bà Lý đấy nhở. Thứ tư, top những điểm đến đưa bạn về với tuổi thơ nhân ngày mùng 1 tháng 6. 1 tháng 6 là Tết thiếu nhi mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều. Vâng, quốc tế thiếu nhi không chỉ là dịp để người lớn thể hiện sự quan tâm đến các bạn nhỏ mà cũng là lúc chính người lớn lại được gác lại mọi bộn bề của cuộc sống và được một vé trở về với tuổi thơ. Vì vậy mà nhân ngày đặc biệt này, hãy cùng Kính Lúp TV vì vu khám phá ngay những điểm đến vui quên lối về, giúp bạn và gia đình cùng với các thành viên nhí được tận hưởng khoảng thời gian giải trí ý nghĩa nhất trong dịp quốc tế thiếu nhi này nha. Và ten ten, địa điểm đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn đó chính là Disneyland Paris Park, tổ hợp giải trí nổi tiếng bậc nhất hành tinh với đầy đủ khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn và thậm chí là cả một xưởng phim độc quyền của hãng Walt Disney. Ai mà là fan của các công chúa hoàng tử Disney thì đến đây là chuẩn bài luôn rồi đấy. Mỗi tội cái giá phải trả cho mỗi suất vé tham quan có vẻ hơi chát, khoảng 49 euro một người, tương đương với khoảng gần 1,3 triệu đồng một vé. Hoành tráng không kém thì đó chính là siêu công viên giải trí lớn nhất trên thế giới ở Dubai, IMG World of Adventure với diện tích 2,8 triệu mét vuông cùng với khối kinh phí siêu to khổng lồ 2,8 tỷ bằng Anh, tương đương với 81.734 tỷ đồng. Đây hiện là công viên xịn sò bậc nhất thế giới do đích thân quốc vương Dubai, phó chủ tịch kiêm thủ tướng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khai trương. Tại đây, bạn có thể thỏa sức thử mình với hơn 100 trò chơi lớn nhỏ, từ mạo hiểm cho đến kinh dị, tha hồ check-in cháy máy với các tác phẩm Lego cao nhất thế giới, làng xì chung ngộ nghĩnh hay vô số nhân vật nổi đinh nổi đám của Marvel, IMG Boulevard, Cartoon Network và Lodge Valley. Bên cạnh đó, một khi đã đến Dubai thì đừng quên ghé thăm thiên đường hoa giữa thung lũng sa mạc Dubai Miracle Garden. Tới đây, mấy bé gái cứ phải gọi là mê mẩn quên lối về. Từ những cung đường đầy hoa lá cho đến những chiếc máy bay phủ kín hoa cỏ, những chiếc đầm công chúa hay những tạo hình động vật ngộ nghĩnh dễ thương tràn ngập mùi hoa. Ui, nhìn thôi đã đủ siêu lòng lắm rồi phải không các bạn?
Còn nếu như bạn là fan cứng của mấy em búp bê cute hột me thì còn ngần ngại gì mà không xách ba lô đến với công viên búp bê lớn nhất trên thế giới. Ê, nhầm rồi bác Ezit ơi. Phải là công viên búp bê Matryoshka độc đáo nhất nhì thành phố Mãn Châu Trung Quốc này cơ. Nổi bật nhất là em búp bê Matryoshka lớn nhất thế giới nằm trên một quảng trường rộng lớn và được trang trí bằng hơn 200 búp bê lớn nhỏ khác. Còn đây thì chính là thiên đường robot dành riêng cho các bạn nam, Lab Machine DLE, một công viên robot độc quyền ở Pháp. Đến đây, bạn được chào đón với một con voi khổng lồ nặng 48 tấn, cao 12 mét đang vẫy tay, thi thoảng uốn cái vòi lên phun nước vào người qua lại trên đường để trêu đùa. Ngắm nhìn những con bạch tuộc to lớn đang chĩa xúc tu vờn quanh như muốn chộp lấy bất cứ ai, hay những con cá lớn đang ngoác miệng trực chờ con mồi nữa kìa. Hay chả cần phải đi đâu xa, ăn chơi chỉ bằng ngay gần nhà. Chần chờ gì mà không ghé ngay VinWonders Phú Quốc, công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, hàng đầu châu Á, nơi các bạn có thể đắm chìm trong những giai thoại hay những câu chuyện cổ tích huyền bí mà ai cũng sẽ thích mê. Bên cạnh đó còn là cả tán những trò chơi mạo hiểm, bể bơi hình rắn đầy kích thích hay cung điện hải vương đầy cá là cá nữa đây này. Ui, nhìn mà mê quên lối về luôn. Rồi còn có cả khu du lịch văn hóa Suối Tiên thành phố Hồ Chí Minh, nơi giúp cho các bạn được xóa hết nấc với những trò chơi mạo hiểm hay vùng vẫy trên những bãi tắm xanh tươi với cảnh quan tuyệt đẹp đầy ấn tượng. Còn nếu bạn là dân Hà Thành thì còn chần chờ gì mà không lập team quẩy tung công viên nước Hồ Tây, công viên mặt trời mới, nơi quy tụ những trò chơi trên cạn hiện đại với đủ các loại sắc thái như vòng quay khổng lồ, đu quay cao chót vót, tàu điện trên không cho những ai không sợ độ cao. Rồi thì Vinpearl Aquarium Time City ở Hà Nội, thủy cung hiện đại và lớn nhất Việt Nam, hay Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam dành cho những người dân yêu nước và thích khám phá về lịch sử. Rồi thì còn có Thiên đường Bảo Sơn, khu vui chơi ngập tràn màu sắc xanh của cây cối cùng hàng loạt những trò chơi mạo hiểm không dành cho dân yếu tim như là trượt cao tốc, máng trượt xoắn hay chiêm ngưỡng những tiết mục xiếc ảo thuật cực kỳ là ấn tượng. Và bên cạnh đó còn có thủy cung kỳ ảo Kids Town, khu phim trường kỳ quan thế giới, hay phố cổ và làng nghề, nơi lưu giữ những nét đẹp truyền thống xa xưa nữa đây. Mà mê nhất là được đi thảo cầm viên, vườn bách thú, safari land thì có mà hết sảy, chiêm ngưỡng vô số con vật nuôi, rồi còn trải nghiệm chăn thú nhỏ và khám phá thế giới động vật hoang dã như sư tử, hươu cao cổ hay là hổ báo vân vân. Kể ra, Việt Nam mình cũng đầy chỗ chơi chứ. Nhưng nếu như không có điều kiện và cũng không muốn đi quá xa, chúng ta có thể ghé thăm ngay các trung tâm văn hóa để xem xiếc thú, xiếc người. Xiếc thú tổng hợp 12 con thú rừng xanh biểu diễn, ngựa đua lòng chảo ảo từ quốc tế chọn lọc cùng những sư tử bay. 8 giờ tối đêm nay. Một đêm nhất tại sân vận động trung tâm huyện Khói Châu tối đêm nay. Ô chà chà, chắc chắn là nhiều bạn sẽ thích mê cho mà coi. Còn các bạn thì sao? Mùng 1 tháng 6 năm nay, bạn đã tính vi vu ở đâu rồi thì nhớ khoe xương xương dưới phần bình luận phía bên dưới nha. Mặt trời thì cũng đã nhiều rồi, các bạn đã đói chưa nhở? Hãy cùng xem dịp lễ đặc biệt này, các bạn nhỏ trên khắp thế giới sẽ được thưởng thức những món ăn đặc biệt như thế nào nha. Thứ 5, những món ăn siêu đặc biệt chỉ có vào dịp quốc tế thiếu nhi. Ê chà chà, không biết là các bạn nhỏ đang mong ngóng bố mẹ sẽ tiếp đãi mình món gì vào dịp quốc tế thiếu nhi sắp tới nhở? Những ly kem mát lạnh, những đĩa gà rán giòn tan thơm lừng, hay những cốc trà hoa quả đầy thanh mát. Ta nói, nghĩ thôi mà đã thấy thèm ghê rồi nhở. Nhưng đấy là những món ăn đậm đà bản chất Việt Nam thôi. Chứ mà sang quê hương Nhật Bản của anh bạn Doraemon là phải thưởng thức ngay món bánh nếp nhân đậu đỏ gói trong lá sồi Kashiwa Mochi mới đúng gu nha. Hay như qua Mexico, ngoài những tiệc buffet siêu mỏ lem thì vào những ngày này, trẻ em Mexico cũng thường có truyền thống làm đồ uống sô-cô-la nóng bằng molinillo, một loại máy đánh trứng bằng gỗ truyền thống của Mexico. Nói chung, bánh kẹo đặc sản các nơi thì đều có, và trong ngày Tết thiếu nhi thì đương nhiên là các cháu sẽ được ăn ten rồi. Nhưng mà các bạn vẫn phải nhớ, thèm mấy thì cũng ăn ít thôi, kẻo là sâu răng, béo phì thì xấu lắm đấy nhá. Quân Võ có hỏi, Kính Lúc ơi, hãy làm những điều cấm kỵ vào ngày Tết thiếu nhi. Thật ra ấy, thì không chỉ là Tết thiếu nhi người ta mới cấm nọ cấm kia đâu, mà tất cả những ngày hay những cái hành vi nào mà gây tổn hại đến trẻ em là đều bị cấm hết các bạn nha. Thứ 6, những luật cấm quan trọng để bảo vệ trẻ em. Các bạn ạ, trẻ em là mầm non của đất nước, là tương lai của xã hội. Bởi vậy, những luật cấm sinh ra để bảo vệ và ưu tiên cho trẻ em là điều cực kỳ quan trọng hàng đầu, không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới. Và điều cấm mới nhất được ban hành vừa qua hẳn sẽ khiến cho bao nhiêu bạn vui mừng. Đó chính là kể từ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cha mẹ bị cấm thu tiền lì xì
khi chưa được sự đồng ý của con thì sẽ bị quy vào tội chiếm đoạt tài sản riêng của con và có thể bị xử phạt lên tới 30 triệu đồng. Đặc biệt ngày xưa khi trẻ con chúng mình mà trốn ngủ trưa để đi chơi hoặc là mắc tội gì, học hành không đến nơi đến chốn là ăn đòn roi mây nát đít, thì tại các nước phương Tây như là Mỹ này, Đức, Canada, Úc v.v. lại mạnh tay hơn rất nhiều với chuyện cấm đánh trẻ con. Chỉ cần bị phát hiện là bạn đã mạnh tay với các bé nhỏ, nhẹ thì bị phạt tiền rất nặng, còn nghiêm trọng hơn là có thể đi tù mọt gông. Nếu như cha mẹ hành hung trẻ thì sẽ bị đi tù, thậm chí là bị tước quyền nuôi con vì họ muốn bảo vệ trẻ một cách tuyệt đối nhất. Còn bây giờ thì ở Việt Nam cũng đã ban hành luật lệ rõ ràng rồi. Theo quy định tại khoản 6, điều 4 luật trẻ em 2016, bất kỳ ai có hành vi bạo lực trẻ em như hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm hay cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý gây tổn hại về thể chất và tinh thần của trẻ em thì sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng cho đến 20 triệu đồng, đồng thời còn bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Riêng với tội cố ý gây thương tích và giết người như là vụ mẹ kế con chồng chấn động Việt Nam vừa qua thì phải nhận hình phạt nặng nhất, đó là tử hình. Đấy, đánh nhẹ nhàng hay là răn dạy phải đạo lý thì mình nghĩ là cũng nên, chứ lại ra tay tàn độc, chửi rủa mắng nhiếc, làm tổn thương tinh thần và sức khỏe của trẻ em thì thực sự cần phải lên án gay gắt. Ngoài ra có một điều bất ngờ, đó chính là lễ Halloween. Tuy không phải là lễ hội của thiếu nhi, nhưng rất nhiều trường mầm non hay các trường tiểu học đã cấm cửa lễ hội này vì người ta lo ngại rằng đây chính là lễ hội rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh. Cơ mà vẫn chưa hết bất ngờ đâu nha. Bên cạnh những luật cấm thì cùng với đó là vô số những đặc quyền mà chỉ có bạn thiếu nhi mới được hưởng thôi nha. Thứ 7, những đặc quyền có 102 chỉ thiếu nhi mới có. Các bạn ạ, giữa cuộc sống bộn bề lo toan, ngổn ngang với bao suy tư, trăn trở về cơm áo gạo tiền, đã có lúc nào chúng ta ước, giá như mà mình còn bé mãi, sống cái thời vô lo vô nghĩ thì sướng biết bao. Vâng, đó chính là cái đặc quyền mà người lớn còn lâu mới có nha. Còn trẻ em thì lại được ăn, được học, vui chơi, quyền được chăm sóc, yêu thương và cũng không phải lo nghĩ đến việc kiếm tiền để mưu sinh. Nhất là trong việc giáo dục thì quả thực có rất nhiều quốc gia như là Đài Loan, này, Nhật Bản, Australia, Mỹ, Canada hay là nhiều nước châu Âu tiên tiến trên thế giới. Các bạn thiếu nhi sẽ được miễn phí toàn bộ học phí của các cấp cho tới khi lên tới đại học. Còn riêng tại Việt Nam, trẻ em được chăm sóc khai sinh và có quốc tịch Việt Nam. Đối với bậc tiểu học thì trẻ em cũng không phải đóng học phí. Thế nhưng, xịn xò con bò nhất thì phải kể tới đất nước Cuba, khi mà tất cả trẻ em dưới 7 tuổi ở đất nước này sẽ được uống sữa tươi free mỗi ngày và được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, ngang ngửa với Đan Mạch, một cách hoàn toàn miễn phí, từ bậc mầm non cho đến đại học, thậm chí là sau đại học. Hấp dẫn hơn là một số nước có dân số già tăng cao như là Nhật Bản hay Đài Loan, Phần Lan v.v. thì nhà nào mà sinh càng nhiều em bé thì càng được hưởng nhiều tiền luôn. Mình ví dụ như là tại thành phố Shado của tỉnh Niigata, Nhật Bản, người ta đã tuyên bố tặng 2 triệu yên, tương đương với khoảng 420 triệu đồng cho mỗi gia đình sinh con thứ 3. Rồi lại còn được tặng thêm 2 triệu yên nữa nếu vẫn còn tiếp tục gia tăng số lượng thành viên trong nhà. Úi dồi ôi, luật này mà áp dụng ở nước mình thì hội chị em sẵn sàng đẻ hết công suất, dành cả thanh xuân để ăn với đẻ luôn. Vừa miễn phí học hành, vừa được tiền thưởng, lại còn được nâng niu, trân trọng thì ai mà không thích cho được. Nhưng khổ một nỗi, giới trẻ bên đó lại chả ham. Thay vì sinh con, nhiều người thích sống độc thân hoặc ở chung nhưng mà không kết hôn và nuôi chó mèo như là con cái trong nhà. Bởi vậy khi mà Kính Lúp TV đã có dịp sang Đài Loan chơi, chị hướng dẫn viên có nói là những cái spa, siêu thị hay chăm sóc thú cưng thì mọc lên như nấm, mà nhà hộ sinh, shop thời trang trẻ em thì dẹp tiệm rất là nhiều. Ai mà sang đây lấy chồng Đài Loan, sinh con thì đúng là sướng như tiên. Cơ mà đấy là trẻ em của mọi giai tầng xã hội và được hưởng quyền lợi bình đẳng như nhau. Nhưng riêng cái tầm rich kid sinh ra đã ở vạch đích, con của các đại gia tài phiệt, các ngôi sao lớn, idol nổi tiếng thì cuộc sống của các con quả là khiến cho bao nhiêu đứa trẻ ngưỡng mộ. Nào là có vệ sĩ riêng bảo vệ mọi lúc, những trang phục được thiết kế riêng, bộ nào cũng phải xương xương hàng chục hàng trăm củ, di chuyển thì bằng chuyên cơ cá nhân, học thì toàn được học trường VIP Pro nhất, học phí tiền tỷ mỗi năm, rồi còn được du lịch, nghỉ dưỡng ở những khu siêu cao cấp, ăn thì toàn đồ ngon, soang chảnh, nói chung muốn gì được nấy luôn. Tuy nhiên, trái ngang và ngược đời thay, ở xã hội ngoài kia vẫn có những đứa trẻ phải lăn lộn, mưu sinh từ tấm bé, thậm chí thiếu ăn thiếu mặc, khiến cho bao nhiêu người xót xa đau lòng. Thứ 8, nghẹn ngào trước cuộc sống của những trẻ em nghèo.
Các bạn biết không, nếu ở Việt Nam, nhất là những vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, trẻ em trên đó rất đông, nhà nào cũng phải đẻ sương sương từ 3 cho đến 10 cháu là chuyện bình thường, thì đứa lớn trông đứa bé là điều không phải bàn cãi. Tranh thủ sau giờ tan học, nhiều bé phải phụ mẹ đi bán hàng, thậm chí còn bị người lớn lợi dụng để lấy lòng thương của khách du lịch bằng việc cố tình ăn mặc rách rưới phong phanh, rất đáng thương. Còn nhớ cách đây khoảng 5 năm, kính lúc từng được lên Sapa thực tập và sống gần 2 tháng trên đó mới biết được những sự thật đau lòng này. Thậm chí có nhiều đứa trẻ còn nghỉ học sớm, tạm gác lại chuyện tương lai vì hoàn cảnh quá khó khăn, tiền ăn còn không có thì học hành sao nổi đây. Bởi vậy, việc vận động các gia đình cho con em đi học quả là một thử thách rất lớn cho các thầy cô giáo vùng sâu vùng xa. Thế nhưng, tại những thành phố cũng không kém những đứa bé phải lấm lem mặt mũi, phơi nắng gió để đi khắp các ngõ ngách, phố hẻm, nhặt nhạnh ve chai, bán vé số để kiếm sống qua ngày. Đau đớn hơn, có nhiều đứa trẻ còn rất nhỏ, thậm chí mới 6-7 tuổi mà phải học diễn xiếc. Nguy hiểm nhất là cái trò thổi lửa mỗi đêm tại các khu phố đi bộ. Một cán bộ công an đã bức xúc chia sẻ. Ra ngoài cầm lửa mà thổi gì ngoài đường không? Giờ này nó mới đi học, chứ phải đứa này thổi lửa cho mọi người coi dùng live stream. Và các bạn có thấy không, nhiều khi chỉ vì không được bố mẹ mua quần áo mới, cơm cảm thấy không ngon, bỏ ăn thì ngoài kia còn có biết bao nhiêu bạn khi chuyện được ăn thịt hay ăn chiếc bánh kem là một điều xa xỉ không dám ước mơ. Hay nhiều nước ở châu Phi, nạn đói còn cướp đi tính mạng của hàng triệu đứa bé. Vậy nên các bạn ạ, mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng và biết ơn cuộc sống và hài lòng với những gì mình đang có. Và mình cũng mong sao mỗi quốc gia cần quan tâm hơn nữa để các trẻ em thiếu nhi khắp nơi không còn ai phải đói khổ và được hưởng một tuổi thơ tràn đầy niềm vui tươi và hạnh phúc. Nếu như các bạn có cùng quan điểm với Kính Lúp TV thì cũng đừng quên comment bảo vệ trẻ em để bày tỏ suy nghĩ và ý kiến nha. Các bạn thân mến, vừa rồi là vô vàn những điều ly kỳ thú vị và không kém phần bất ngờ về Ngày Quốc tế Thiếu nhi, một trong những ngày lễ quan trọng mà được rất nhiều các bạn nhỏ yêu thích. Và không biết là các bạn cảm thấy bất ngờ và ấn tượng nhất với sự thật nào kể trên thì đừng quên để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nha. Nếu yêu thích video, hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.